Chào anh chị cô chú, trưa ngày hôm nay cũng là hàng giảm giá cho anh chị cô chú nào á mà hay xem buổi trưa lúc thời gian rảnh rồi. Rồi trưa ngày hôm nay thì Bảo cũng làm 6-7 món hàng thôi. Thì anh chị cô chú nào á mà thấy giá tốt thì mình có thể là mua ngay nha. Rồi nhiều món giá hết hồn luôn. Rồi đầu tiên là thân máy bu lông không có tem, hàng nội địa Trung Quốc nha. Đó, nói cho nhiều anh chị cô chú mình bắt bẻ quá trời. Rồi mẫu này là không có tem gì cả, lực 350 N. Cây này Bảo bán cũng 2 lô rồi. Đó, công ty thanh lý á, pin phổ thông này. Anh chị cô chú nào có pin 4 phân rặn 2 pin là xài được. Rồi 260.000 một thân, vừa bán vừa khuyến mại luôn. Rồi tiếp tục, món thứ hai là máy mài chỉnh tóc Marula. Trước giờ Bảo đâu có lên đâu, giá cao quá trời. Rồi mẫu này là chính hãng Marula chỉnh tóc, công suất 930W. Anh chị cô chú nào mua Bảo tính cho mức giá là 400 mà giờ tính là 340 thôi, 340.000 một mẫu máy mài chỉnh tóc Marula chính hãng của Hukan nha. Đó là món thứ hai. Còn nếu anh chị cô chú nào thích mình qua máy mài pin thương hiệu Kutan, hôm qua Bảo có làm video á, test cây này này, cắt sắt tấm luôn, tình trạng ngắt mạch á, hôm qua test thì không có quay video rõ ràng. Rồi mẫu này cũng là pin phổ thông, motor Brushless không chổi than, 3 cấp chỉnh số. Đó, đầy đủ hộp này, gắt te này, tay cầm mà có 450.000, hôm qua Bảo bán cũng khá nhiều nha, nhiều anh chị mình hỏi mua lắm. Rồi tiếp theo món thứ tư là thanh bu lông Himoki, bán giảm giá một cây thôi, lực máy là 450 N. Rồi anh chị cô chú nào mua thì mình cũng xài pin phổ thông nha. Đó đây, Bảo có pin đây, mai giờ quên thử cho anh chị mình xem. Thân máy mài này êm ru nha, 3 cấp số, đầy đủ 450.000. Tiếp tục là thân máy bu lông này, có lực tương đối khỏe nha, 350 N. Và cuối cùng là thân bu lông Himoki, 450 N. Đó, 509 hả, giờ Bảo tính 504 thôi. Đó, anh chị nào á, thích Himoki, thương hiệu này khá là hot trong thời gian vừa qua này, mức giá rẻ, lực khỏe, tương đối khỏe nha, Brushless luôn, có chỉnh cấp số 3 cấp nha. Rồi thân không, 540 nghìn. Tiếp tục thân chuyên vít Hukan nè, mẫu mới TD173 màu xám. Rồi 590 nghìn. Anh chị cô chú nào á mà mua, á nhầm, 507 chứ, giờ Bảo tính 502, có chỉnh cấp này, 4 cấp số đầy đủ nha, chỉnh hai bên luôn, đèn chiếu sáng là lực 180 N, xài chuẩn vít dài ngắn đều được nha. Đó, anh nào mà mua thân này á, chính hãng TD173 của Hukan, có 520 nghìn buổi trưa ngày hôm nay. Tiếp theo mẫu thứ 6 này, thân máy mài Senlay nha, mẫu này Bảo bán cũng nhiều lắm rồi. Đó, 650 nghìn mà giờ còn có 590 nghìn, chính hãng DeWatt này, có tem này, bảo hành chống hàng giả, và đặc biệt thời gian bảo hành lên đến 2 năm trời luôn, bảo hành siêu tốc, trong vòng 48 tiếng là xong máy, anh chị mình có hàng xài. Rồi xài bằng điện 220 mới nguyên nha, có khóa mở gác te, tay cầm đầy đủ. Rồi Bảo cũng tiến hành test thử máy cho anh chị cô chú nào thích máy mài xịn nè, chính là công tắc được nhẹ nhàng nha, 590 nghìn thôi. Rồi tiếp theo máy rửa xe có chỉnh áp đầy đủ. Bảo thấy á, mẫu máy này á, giá công ty đang lên tốt quá, thùng đầy đủ nha. Rồi Bảo lấy thùng cho anh chị cô chú nào á mà mua, thì mẫu này á là thương hiệu
Osama nha. Rồi thương hiệu Nhật, công suất thì mẫu này á thì bảo thấy á là 2400W. Rồi anh chị nào mua thì xài điện 220 này, lực bát là lên đến là 20 MPI, lực hút nước là 10 lít. Rồi anh chị nào á, bảo nhầm, 2500W nha. Rồi anh chị nào mua thì có đầy đủ dây này, súng xịt đầy đủ, dây bố vải 3 lớp nha. Rồi dây đầu hút đầu vào, bình bọt tuyết đầy đủ, mức giá tốt quá trời luôn, chỉ có 1.150.000 mà giờ giảm còn 1.050.000 nha. Rồi và cuối cùng, máy mài hai đá của hãng Makuta 370W nha, mài hai đá hai đầu. Rồi anh chị cô chú nào mua 1.100.000, giờ tính 850.000 thôi. Cây này là máy to này, máy lớn này, công suất thực nha, 370W mà máy rất là to như này, thì anh chị thấy á, là về thương hiệu này á là cũng tương đối lớn rồi, nên là mình xài yên tâm. Rồi bảo đang bật công tắc này, test máy chạy nha, êm ru luôn. Rồi có 850, có một cây thôi. Rồi anh chị cô chú nào thích máy mài hai đầu hai đá lưỡi 150 thì mình lấy ngay cây đấy cho bảo. Rồi bảo làm video một ít máy giá tốt buổi trưa, thì anh chị cô chú nào có nhu cầu mua máy giá tốt thì mình liên hệ cho bảo qua ba số hotline trên màn hình. Bảo cũng có thanh quạt nè, 220 đúng không, chỉnh được hai cấp số giờ bán luôn, mới nguyên nha. Cây này bảo để xài 190.000 một thân, xài pin phổ thông. Rồi bảo xin kết thúc video buổi trưa ngày hôm nay tại đây.